Trong phiên giao dịch sáng nay thì giá vàng trong nước đã duy trì được đà tăng so với phiên hôm qua. Cụ thể tính đến 11 giờ trưa nay, giá vàng rồng Thăng Long đã tăng 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua và giá mua vào là 54.210.000 đồng một lượng và giá bán ra là 55.060.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm đó thì giá vàng SCC tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 250.000 đồng một lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.